đây có bên nó có chiếc này không này? Rồi, em này thì là người ta theo mình từ khi bắt đầu anh mình lập kênh YouTube mọi người nên hôm nay có mặt đây nhá. Đó. Ăn miếng nào cắt miếng đấy nhá. Ui quá ngon luôn đấy. Rồi. Ăn đi, đứa nào cắt ăn đi. Mời mọi người anh ăn con heo mừng ấy mọi người. Đấy, hôm nay mình ăn mừng rồi. Đây, trời mưa xuống rồi mọi người ơi. Mời anh em nhá. Hôm nay trời mưa mọi người ơi. Trời, ông không ủng hộ anh em mình rồi. Ngon lắm. Chịt với lắm mọi người. Ngon lắm. Đó mọi người, đông đủ và tem mình sẽ là như này nha mọi người nha. Đó, rất là nhiều bạn hỏi là anh em mình tem mình có bao nhiêu người thế đây mọi người. Chết rồi mọi người ơi. Mưa. Rồi giờ sao đây? Rồi xong phim rồi ấy. Xong phim. Bao rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay anh em mình sẽ làm cái clip ăn mừng đây cho mọi người xem. Ok, anh em mình và em Gia Đen sẽ đi ra huyện để mà rút tiền để mà anh em mình mua heo để quay heo quay ăn mừng kênh đặt 10 cái súp này như thế nào thì xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi anh em mình nhá. Và anh em mình sẽ tiến hành đi ra ngoài huyện và để rút tiền đó mọi người. Tới đây thì ra ngoài huyện trong tầm 20 mấy cây á mọi người. Ok, nếu mọi người thấy video anh em mình hay thì đặt một like và kèm theo một đăng ký kênh ủng hộ anh em tụi mình nhá. Hôm nay anh em mình đã tập trung đông đủ cả tem rồi, anh em mình ở đây rồi. Ở đây mọi người. Đó, và anh em mình sẽ chuẩn bị tiến hành và đi mọi người ơi. Đây mọi người, anh em mình sẽ đi rút tiền và đi mua heo mọi người ạ. Anh em mình cần tới cây ATM mọi người ạ. Đây mình sẽ đi rút tiền đi mua heo cho mọi người xem nhá. Đó. Vì mình vừa đi xe vừa nói chuyện là hơi ồn ào mọi người. Ok mọi người, thì hiện tại anh em mình đã có mặt ở trên bờ đập của anh em mình thường xuyên hay quay mọi người ạ. Đây, vừa video trước anh mình cũng có quay một con ngóng ở đây mọi người nhá. Đây, và công việc thì mình đã phân chia cho các em mình hết rồi, hiện tại là đi tìm cuối mọi người. Đó, và các em của mình thì còn thiếu nha mọi người, còn ở nhà chưa đi, tầm còn 4-5 người nữa mọi người. Đó, thế là đông đủ cả tem, mình sẽ quay hết cho mọi người xem tất cả tem mình có những ai. Đó, và thành viên trong tem mình sẽ như thế nào mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ review sơ qua
cái đồ mà anh em mình sẽ ăn mừng ngày hôm nay. Ok mọi người, đây. Ở đây thì anh em mình đã mua về hai bịch dưa leo khá là to ở đây mọi người ạ. Đó, hai bịch mì lông này khá là nhiều luôn này. Đấy, một ít rau salad sống này. Đây là hương gia vị anh em mình sẽ làm nước chấm mọi người nha. Đó, công thức làm nước chấm thì riêng của anh em mình thôi. Đây, và nhân vật chính ngày hôm nay là một con heo to. Nói chung là cà te mình ăn chắc chắn sẽ không hết được mọi người ạ. Đó, mình mua con heo này với giá là 1 triệu đồng nhá. Mình không hiểu sao mà họ nói là bữa nay heo rất là đắt. Đó, con heo này nặng tầm 30 mấy cân đấy mọi người, tầm 35 cân đến 40 cân thì đấy, mình cũng không có cân nên mình không có thể biết chắc chắn được. Đấy, và anh em mình sẽ tiến hành bắt đầu thu lùi con heo này và đem quay cho mọi người. Đó, hôm nay về trời, hôm nay ủng hộ anh em mình. Mọi người thấy nước chảy rất là đẹp luôn này. Vừa rồi trời mưa liên tục nên mình không thể mà làm cái clip ăn mừng được. Hôm nay mình không hiểu sao mà trời nắng kinh khủng luôn. Bây giờ mình đang sợ tí nó sẽ mưa này mọi người. Đó, cái video này chắc chắn sẽ rất là dài và mình hy vọng mọi người sẽ xem hết đoạn video này để mà biết thêm về anh em mình này đi mua heo, tại vì nó dở quá mọi người, cất heo rồi này kia nên mình không quay cái đoạn mà anh em mình vô mua heo. Đó, anh em còn rất là nhiệt tình đi kim cuối này, tại vì anh em mình phải cần cái số lượng than rất là nhiều. Đó, video trước anh mình có nương ngong ở đây mà những bạn là kêu mình đốt rừng hay sao ấy mà làm cùi nhiều. Đó, tại vì anh em mình phải cho nó rất là nhiều than để mà anh mình quay nhanh chín được. Anh mình rất là sợ trời mưa ấy mọi người, nên là anh mình bắt buộc phải làm nhiều than như này. Tại vì ở sông suối như này thì lũ vừa rồi ấy mọi người, nó trôi theo như cái cây cối đồ này kia rất là nhiều luôn này. Đó, và anh em mình thường là anh em mình sẽ đi ra ngoài sông suối như này quay để mà cuối nó rất là nhiều. Đó, còn ở nhà mình thì cuối không đủ nha. Đây, em ra đèn thì khiêng một cái cục cây rất to khổng lồ luôn. Đó, mình đưa cái chó hết. Đó, và bây giờ anh em mình sẽ thu lùi con heo ở dưới kia mọi người. Ở dưới đây là mát này, tí nào mà đem xong quay thì anh em sẽ quay ở đây, tại vì tí nó phải đi tắm mọi người. Rồi trời không hiểu sao mà hôm nay nó nóng kinh khủng luôn. Đó, nhiệm vụ của mình thì cầm máy quay và tí nữa anh em mình sẽ cùng làm thu lùi con này. Đó, tất cả con này anh em mình sẽ không ăn hết được luôn, thì bạn lo. Mẹ đây có nhắm ăn hết được không? Không biết. Không biết nữa. À, tại vì mẹ em ở đây thì tí nữa sẽ có những khuôn mặt lạ nha mọi người. Nhưng anh em mình nói chung là mình không thường xuyên xuất hiện trên clip mọi người. Ok, vì một số chính sách của YouTube anh mình sẽ đúng không rồi. Quay cảnh giết mổ và anh em mình sẽ đập con heo này và đem đi thu lùi thôi mọi người ơi. To, tôi phải chụp. Nướng đây mọi người. Đó. Mấy công đoạn mà nướng đồ này kia mình sẽ quay ít hơn mọi người, tại vì mình sợ bị vi phạm bên YouTube mọi người. Hiện tại là trời mát rồi mọi người, mình rất là sợ mưa đây. Đó. Khi nào chín thì mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem sau. Hiện tại là heo là bình chín mọi người ơi. Thank you.
Đây mọi người, lý do mà mình vừa rồi mình không có làm một clip ăn mừng là như này đây. Nhưng mà mọi người hấu quá trời nên hôm nay làm luôn mà mọi người thấy chưa, mưa này. Đang quay nguyên một con heo ở đây mà mưa này mọi người thấy chưa, khổ chưa này. Đó, đó. Đang quay con heo thiệt ngon mà giờ mọi người thấy chưa, mưa này. Đó. Bây giờ mình không làm thì không biết chừng nào nó hết mưa đây mọi người. Hôm nay là làm luôn cho mọi người xem đây này. Đó, khổ chưa mọi người. Đó mọi người thấy, phải làm bạt như này đây. Đúng là làm thế này là khô quá. Sao em khô không? Khô lắm. Làm đồ mày mốt mình có tiền mà mốt mình làm ở nhà, làm nhà to á. Quê thì nó đổ ở đây mưa to quá. Mưa chưa ngoại giả. Trời trên kia thì chứ bị tành mưa mà ở đây mà. Đó mọi người thấy đá chưa? Mình xem phong cảm nhá. Anh em mình tăng mơ mà. Nó hơi nhô cái giả nó luôn này. Nó hơi giòn giòn này. Đừng là đây là mẹ mình quay thế này nó anh ngon giòn á mọi người. Được. Chờ chút đã, nó đang mơ mà. Đây mọi người, hiện tại nhà mình đang pha nước chấm này. Đó, vừa xong. Nước chấm này đơn giản là mọi người, mình dùng tương ớt, nước mắm, giá với lại tỏi nha mọi người. Đó. Nhìn đây thì nước mắm ớt này. Là mắm ớt. Hiện tại là nhà mình sẽ chuẩn bị mọi người ăn cho mọi người xem mà. Mẹ em kêu ơi. Đó. Đây mọi người ơi, thì đây mấy đứa bỏ rau hết đây, đây này cho nó rau cho nó đẹp. Đúng rồi, nhanh đây mọi người ơi. Chắc chết đã nhưng mình sẽ ăn không kịp nha mọi người, thấy mưa kia này. Đó, tầm 5 cây là anh em mình chết rồi. Ai mình sẽ cố gắng ngồi ăn, nhưng mà tính là ăn mưa xuống thì anh em mình sẽ chắc chắn sẽ tìm cái địa điểm nào đó là mà không thể anh mình về nhà ăn mọi người ơi. Con mẹ em là anh trước. Đó. Rồi. Mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Kì đây mà ăn mà 3 4 50 người mới hết được. Trên mưa luôn. Được rồi, tại vì trời thì chuẩn bị mưa, mình mang theo máy quay, máy camera đồ này kia nó rất là. Đó mọi người. Đây, mọi người xem camera đây, gần ra đây. Đó, coi cái thịt quay của mình nó có chín này không này. Rồi, rót nha mọi người. Em này thì là người ta theo mình từ khi bắt đầu anh mình lập kênh YouTube mọi người nên hôm nay có mặt đây nhá. Đó. Ăn miếng nào cắt miếng đấy nhá. Ui quá ngon luôn đấy. Rồi. Ăn đi, đứa nào cắt ăn đi. Mời mọi người anh ăn con heo mừng ấy mọi người. Đấy, hôm nay mình ăn mừng đây. Trời mưa xuống rồi mọi người ơi. Mưa nhá. Đâu ăn em 10 đi nhá. Mời anh em nhá. Mời tất cả anh em mình cùng luôn. Heo quay nhá, người ngon lắm rồi. Ăn rau luôn này. Heo quay nè. Đó, hôm nay trời mưa mọi người ơi. Trời ông không ủng hộ anh em mình rồi. Mời mọi người. Đây, quá giòn anh nhá. Quá giòn luôn. Giòn lắm. Chịt với lắm mọi người. Ngon lắm. Đó mọi người, đông đủ và tem mình sẽ là như này nha mọi người nha. Đó, rất là nhiều bạn hỏi là anh em mình tem mình có bao nhiêu người thì đây mọi người. Hết tất cả là như này nha. Tức thưởng thức đi. Chết rồi mọi người ơi. Mưa. Rồi giờ sao đây? Rồi, xong phim rồi ấy. Xong phim. Rồi xong. Cái này chắc anh phải chuyến thôi mọi người ơi. Không được rồi. Mọi người tự nhiên đang quay vào đây mọi người thấy chưa? Trời mưa này. Wow. Đó. Rất là khổ chưa mọi người. Bây giờ thì là bây giờ thì lại mang về nhà tiếp. Nãy tính định quay ở nhà nhưng mà cái view nó không có đẹp và lại cái cối đồ này kia ở nhà thì không có mọi người. Đó. Hy vọng mọi người xem được video anh em mình thì lại một like và cho anh em mình một lượt đăng ký kênh ủng hộ anh em tụi mình. Ok, đây mọi người, sau khi anh em mình đi quay ngoài sông suối kia mà không được anh em mình đem về nhà lại tiếp tục nha mọi người đây. Đó. Ăn cái heo của nó. Cái này lại có ăn luôn. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục chiến đấu con này nha mọi người. Xem hôm nay anh em mình ăn thoải mái không cần phải nhường nhịn ai hết đó mọi người. Đấy, cứ nhiều bạn là nói mình ăn ham mình chủ kê nhưng không phải ăn ham đâu mọi người. Vừa rồi mọi người xem cái clip mình với lại em Hin đây. Ăn tất cả anh em mình thì có 8 quả thôi mà
một đứa che bôn quá em hin nó ăn nhanh trước, nó hết trước mọi người. Còn mình ăn chậm nên mọi người thấy như vậy thôi đấy. Hy vọng mọi người xem video thì hay comment những cái từ nó anh em mình nghe nó ngọt ngào hơn đấy mọi người comment như vậy thì mình làm cho mình nó hơi bị buồn nha mọi người. Mời mọi người. Nè, giờ ai có dám từng dám kêu từng dám của em ơi. Anh em mình sẽ đây nguyên con như này mọi người. Sôi cho nó nóng. Đó. Ôi, mình sẽ ăn cái da với cái miếng thịt ngon nhất này các bạn. Đúng rồi. Đúng rồi. Cắt miếng nào ăn cặm miếng đấy, chơi miếng bự luôn em. Rồi chơi luôn đấy. Chiên luôn. Anh em mình bây giờ chiên nhá. Anh đi. Còn mai mọi người ăn thịt heo to như khung lúa nha. Đúng rồi, đó và ăn cứ ngậm mồm như vậy, nó ăn bằng tay thôi mọi người ơi, tại vì con heo phải ăn bằng tay cho nên mới ngon. Nè, mời các bạn các anh em ủng hộ Đài Vlog trong thời gian qua. Bây giờ anh em ăn mừng đạt được 10.000 sub. Bây giờ sẽ mời các anh chị em mình sẽ ăn trước miếng thịt này nha. Đó. Tại vì em nó cũng rất là lâu xuất hiện trên kênh mình mọi người. Tại vì cái video trước hôm nay mình lập kênh nhá mọi người, có mặt em nó này. Mời cả nhà nhá. Đó, mình cứ tự nhiên đi. Cái miếng của em hình này nó wow, rồi nhìn miếng này mới gớm này. Đây. Đây nè. Đợi coi mọi người xem mình ăn đây này nhá. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nha. Anh thích heo nha. Con anh xui. Đó, mình sẽ từ từ chưa ăn thôi đâu. Đó, em thích ăn này, nó cũng phải ngập mồm như này mới ngon được mọi người ạ. Đó. Đó. Mình cứ tự nhiên đi. Anh mình sẽ để nguyên con như này ạ. Cắt ăn cho nó nóng mọi người, cho anh mình cắt ra thì nó lại nguội mất và ăn nó không ngon. Mọi người biết rồi, này anh mình còn đi ra ngoài suối cứ quay mà ở dưới mưa ấy, mọi người anh mình phải nướng lại nha. Hình máu của con heo hơi đen đen, thông cảm nha mấy anh chị. Cái đây mưa nó dính vào da nên nó hơi đen. Thông cảm nha. Đó, tất cả đồng điêu của tem mình là như này đây mọi người ạ. Đó, hôm nay không có rượu bia gì hết mọi người, mặc dù anh mình rượu bia nhưng mà ít lắm. Mời nó ngọt nha anh em. Đây mọi người ơi. Em thiêu ăn cực kỳ ngon luôn. Đấy. Em có nói gì với mọi người không? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và mình đã có được heo quay ngày hôm nay. Không biết nói, ăn thôi. Đó, không biết nói. Cái con heo nó không giòn cho lắm nhất được cái là ăn thế là được rồi. Tại vì nay anh mình có đem nương ngoài kia ngoài suối mọi người, nó rất là ngon. Nhưng mà hiện tại đem về nhà thì nó lại nguội mất rồi. Còn không? Đó. Cái này chắc không giòn đâu mọi người. Cái này không giòn nha, mình sẽ ăn mời tất cả mọi người nhá. Đó. Đây. Em này thì cũng lâu xuất hiện trên kênh mình mọi người. Ngày giòn giòn. Ngày giòn mọi người. Giòn quá. Quá giòn. Thịt hơi dai dai mọi người. Cầm cho thằng lan. Mình sẽ để như này mình căn nó quay mọi người. Ngon quá, đúng bài. Mọi khi thì ăn ít, hôm nay xơi nguyên con như này mới ngon mọi người. Yam mi năng. Bây giờ mình sẽ thử cho nào này giòn giòn cho các bạn coi nha. Bỏ thử cái miếng đùi xem sao nó có chín hay không. Mình lấy cái đùi của nó. Miếng đùi luôn. Lấy miếng to đi. Miếng đùi. Cắt em luôn đi. Cầm đi. Đúng. Cầm đi. Cắt đi tấm. Đấy, mình tha hồ ăn mọi người. Để miếng của em bíp lên mọi người. Rất là ngon nhá. Nhìn cái phần nào nó mới giòn được đây. Chắc là không giòn đâu. Giòn. Năm nay anh heo nhìn thị quá. Chắc không có vậy. Đây, mình lại tiếp tục xới miếng da mọi người ơi.
Cái nó mình lên anh em ơi. Sắp hết luôn. Rồi. Ồ. Ồ. Chấm với ớt. Mời mình sẽ ăn dòng anh hai cha ta bi cha ba ta bi nha. Đó, ăn cứ ngập mồm như này mới ngon mọi người. Chấm nó phải ngập ngập nó mới ngon. Anh xin thật là đấy, cái miếng em phải ăn rồi, rất đá luôn nhá. Đấy. Ăn đi. Mình vừa ăn vừa. Giòn của anh. Đừng nói giòn. Mời mọi người ăn miếng bữa. Đã là mập. Ôi dù. Quá đã. Thế mới đã. Cái ngày hôm nay anh em mình nhịn đói để mà anh em mình làm cái thịt heo này mọi người ạ. Sao đây? Cái gì mà bộ ồn ào ấy? Chắc người người gì ta? Nghe cái gì? Quên rồi, anh này. Wow, miếng thịt này. Những con gái đang bóc như ngọc tinh luôn. Cái miếng quá đá mọi người ơi. Đây hàng to nó đá. Hôm nay mình sẽ ăn đến thế nào mà ăn ăn không nổi thì thôi mọi người. Đó. Đây này. Thật đem rau sống này sẽ không bị ngán đâu mà. Anh đi, anh đi. Anh cho nhiều vào. Anh thoải mái đi mà đi ơi. Anh ơi. Theo dài dài ngon ngon nha các bạn. Dài dài ngon ngon. Nhanh nhanh đi. Lê, do to. Em uống, em uống. Cao rồi, mình rồi mình uống, uống rồi mình ăn. Tình nghiệp. Tình nghiệp. Hết được, quá ngon. Mình thử có cái đùi nó nha các bạn. Tại vì cái đùi này nó thịt rất là nhiều nên là hơi bị hỏng đàm một xíu mà mọi người. Ăn không ngon nữa. Đồ. Được đấy, như vậy cũng được em. Đó lật cái miếng trong xem sao. Đó, vẫn được nha. Kiểu này sẽ bị hỏng đàm một xíu thôi mọi người. Dạ, mời nha. Làm được cục miếng thịt đùi to mồm mà chầm cho nó ngập. Anh nó mới đá. Hôm nay chơi hết mình luôn, ăn cái như nào ăn cảm thấy xương nhất mọi người xem thông cảm cho anh ăn ăn bóc luôn mọi người xem. Một số người xem nó sẽ không bị nhìn nó không bị đẹp mắt nhưng mà mọi người xem thông cảm nhá. Đó. Tại vì cầm thịt bằng tay nó mới anh mới đá. Mình to đi. Đấy, hôm nay là chỉ ăn mừng được 10 cá súp thôi mọi người. Khi nào mà anh em mình đặt 100.000 cá súp anh mình là làm nguyên một con bò và mời hết cả làng mình cũng ăn mọi người ơi. Đó. Rất là nhiều bạn comment anh em mình chừng nào làm ăn mừng con heo que đây mọi người. Đó. Để chạc lên một cái miếng cái đùi nó này. Đó. Đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn. Đó mọi người thấy chưa? Em thích cái sơm rõ nè. Đó mọi người. Ông rượu sơm. Wow. Cái mời cho anh xin cái ly cái. Ngon rồi. To. Chít nè. Được. Hôm nay anh đá luôn cho nó không có đòi nữa nhá. Người mềm người nhá. Hai luôn đi. Anh khen ca hết chỗ nha. Anh em. Không hết chỗ là không hết. Giòn lắm đấy. Mình có giòn không đây mọi người? Xem miếng này có giòn không? Các bạn hãy lắng nghe anh Thư cái miếng da nó có giòn không?
Rõ lắm. Ôi, bây giờ mình sẽ lực lại nha. Nướng nó chưa? Mình sẽ coi cho nó chín chín ăn được, ăn trước nha các bạn. Để cái miếng tông này chín được này. Nó hơi lăng đào chút, anh em thông cảm nha. Lông như xương khủng long luôn rồi. Lông đồ cọ đó anh. Đây là như xương cá sâu cọ. Rồi ạ, tăng được một chín đặc biệt thơm ngon. 3000 này lên 5000 thôi. Bánh mặt chờ lấy cái rau cho anh ra khỏi ngán nha các bạn. Nè nè. Phạ chừng này tầm không? Xem này, cái thịt này có chín không đây? Chín. Hơi mắc đau. À. Rồi. Đó, đây miếng đầu này chạy cho mình xơi được. Đây là miếng đầu lứt. Xơi ngoài thôi. Miếng này nó chưa chín mấy này. Đấy. Đùi nó này. Ăn mừng việc tuần lên. Mỗi khi thì ăn ít cho mọi người nhìn không đáo này hôm nay mà thế. Cái này miếng của em Hinh này. Em Hinh trơn cả mồm luôn em. Đó, lấy miếng to nhá. Đúng, đúng rồi. Đủ bị mình anh mình nhỏ đây lấy miếng to nhá. Thôi, chị mà xin này. Nè nè, mềm người nhá. Đây lấy miếng to anh đáo luôn nhá. Một bạn anh ra nó này. Đó, cứ ngậm mồm như vậy đi. Chết này này. Vừa cầm quay nó không thoải mái mấy mọi người. Nhìn nha. Để camera một góc cho mọi người xem đều với nhau. Ăn cho nó ấy mọi người. Ai ai xem ơi trời. Chắc là camera mẹ nó làm gọi á. Tận nó quá. Nó hơn xây. Mơ nó lùng lên lại. À, mọi người, mình sẽ quyết định góc quay và cùng thức với anh em mình ở đây mọi người ạ. Em này cũng gần được thơm lắm mọi người. Quay đấy cũng nhìn lên cho nhìn lên. Quá giòn. Nó hết cái crack chút chiếu. Anh nó đã hết rồi. Nước vừa. Được chữ này em mạo rộng mỏng năm à. Em mặt nhìn mẹ đứa em nghềm mềm mềm. Anh hơi đi. Anh đây là để anh mầm con heo đi. Quá vui rồi. Còn chê gì nữa đâu. Em rồi ạ. Mời các bạn nha. Mời các bạn anh cái chân khớp của nó. Đau lưng. Đau cuối. Đau cuối đau lưng. Chúng ta như nó xa rồi. Ăn thoải mái người, tại vì anh mình mai ăn nên sẽ ít nói chuyện với mọi người xem thông cảm nha. Chỉ việc ăn thôi. Đi ăn, đi nói. Nói ít thôi. Ăn nhiều nó ít. Phần nào nó ngon ngon. Yeah. Để mình lấy con giả của mình trả cho nó. Anh nhớ anh đã làm luôn là. Trời cho mình thì mưa liên tục mọi người. Nên là anh mình chưa ra được cho mình đi xin tổn mọi người. Giỏi. Mình thấy anh mình đây mặc quần áo này kia mà cứ hết phải thay quần áo đi làm thôi mọi người thấy không? Mình thấy thế mà mua này mà làm được một video mà hoàn chỉnh là rất là khó mọi người. Bây giờ mong anh các bạn thông cảm nha. Hồi vui vì mặc dù mưa nhưng anh em làm được clip như này qua là ok rồi. Quá sướng người. Quá hạnh phúc. Lập lập tự do.
Mười khoảng. Tôi quay lại cho tên nhìn rung ngay vút đi cắt rồi lại ngắt sao quăng rồi chứ anh heo rung hết cái tay luôn quản nói hay nói rung cái tay chứ nó mũ cũng hiểu á chắc là nó rung tay cái đạp này em làm rõ kẹt anh mới dùng mất bởi làm bỏ bỏ lên lên đeng đeng chục chục chịu đi qua đây đi bộ camera này bỏ bỏ lắm bỏ bỏ đáp đi lạc này camera này sẽ tùm nhưng mà không lạc tí cho lỗ nữa bắt nó bỏ lỗ lên làm sao cầm mờ liêng bỏ lỗ lạc đùa bạn đá bạn nào nữa anh em mùi đường ăn cố gắng hết sức đi anh thở mãi rồi bạn kia thì anh ít hôm nay nữa anh một con như này nữa tha hồ mà anh ơi anh hơi đuối mọi người anh phải một đa hôm nay ăn thì không có mời gia đình từ này kia mà tại vì anh em mình một con như này là đuối nhưng mà anh mình quay lâu không có mưa mọi người là mình sẽ quay được ngon hơn mà ăn sẽ được nhiều hơn mà nên mưa cũng ủng hộ anh em mình như nào quay như này ăn nó kiểu một chỗ nó hơi sóng mọi người phần đầu này anh mình sẽ phải nướng lại thôi. Mình đuôi của nó chưa chín. Mình tìm cái phần nào chín chín nha anh. Mình cái nào nó. Sao ta đi ngọt này chắc cái kia hết kết thúc luôn sao mà nó hơi gần nó về cameraman chút xíu đó được rồi chứ đây này mê các bạn mình ăn cái cục bơ ri á đây là mê các bạn mình ăn có ngon anh đi anh đi anh mừng anh chào đón anh mừng 10 cái xúc mà anh yêu thì nó không nghe cái lắm anh mừng 10 cái xúc mà anh mạnh vô nó mới phát tiền được kinh đúng rồi là 10 à 10 các bạn nha break out the time ôi anh nay bây giờ được break bao nhiêu mười hai tôi chưa vẫn ngoảnh đi rồi ngon thật quá ai lên cái nền nó xin đẹp như vậy. Còn tập clip nữa năm rồi chứ. Ô trời ơi. Bảy hoa kêu clip nữa. Hỏi tao ấy. Bắt tâm. Ngồi chỗ to đấy, đừng tự điên. Cái mà sao? Ừ. Nó có cái đùm à. Ê, lấy cho. Mình được buồn. Đây. Mọi người thấy chưa? Ăn phải như này nó mới sướng cái mồm là mọi người xem thông cảm nha. Mọi người đừng có nói là mình ăn ham đây mọi người. Đây camera em cho mọi người xem đi, cho mọi người xem toàn thể đấy. Ăn bị ăn hết nối rồi. Ok. Đó, mấy đứa em của mình thì ăn hết nối rồi. Đến lượt mình ăn mọi người ơi, tại vì mình nãy giờ đừng quay. Mình đừng quay thì không có ai nói mọi người khi mình ăn như này ấy. Mọi người là kêu mình ăn ham rồi, ăn tranh giành với mấy đứa nhỏ đây này. Ăn chịu không nổi rồi đây. Không nuôi rồi. Đó, đây ăn như này. Ăn nhiều rồi. Là người ăn nhiều nhất. Kiểu ăn như vậy mới ngâm mồm. Đấy, thấy không? Anh là nó có bùng trước rồi. Đây là coi camera anh thôi, đúng không? Đến được em. Đi tâm. Wow. Em rất xịn. Em rất... Đừng có được. Lấy quá tầm ván nó phải ưu vậy. Ôi. Bạn là con vút.
ép mình lại. Nó ngon mọi người. Mình phải tự khen, mình phải tự khen khen mình làm thôi. Đó. Anh cẩn thận nha, khung heo nó mực á. Ăn phải ăn như thế này mọi người xem nó mới sướng được. Nó phải dùng tay như này, phải ăn bóc như này nó mới kiểu nó mới cảm giác nó mới thoải mái được mọi người. Tay ăn nó hơi bần chút xíu được. Mọi người xem thông cảm nha. Được không? Sao ta ăn một bát cũng ngon thật đi rồi. Anh đã nó bung rồi nha. Mình anh hết nổi rồi nha các bạn. Muốn anh nó hơi anh em mấy đong rau về hết rồi. Nó còn ít chứ còn trương không đấy. Nó hơi căng ngang à. Nó căng bung luôn mà. Hơi căng năng này hơi bọ đi. Mày ơi ừ được ngọt. Hôm nay là gọi là ăn mừng với mọi người ở đây một cái con heo như này chạy hết mình luôn, chạy lớn luôn, anh cứ ôm chạy lớn được quá vui rồi, được năm nay vui quá mà đại heo bò năm nữa anh con đang vui á, con năm không biết nó hơi khô. Mình camera là gần đây anh cắt lên chỗ đây này, ơi mình chín này, mình em nhìn camera anh đi, đừng nói anh nét tay giờ rồi. Tiếp tục đây, chiến em rồi đứa. Chưa rồi, không nuôi rồi. Đã nò bùng rồi, còn anh thế nào nữa, bẩn bò bùng chỗ nào nữa. Lấy nước mắm tao về. Bật đấy. Nhắm ăn bò bùng nó mây vô bùng. Đi đâu mà cười mà. Rất vui, mây vô bùng. Đó, mời. Thắt được. Lượng đã cắt động đa dịch. Bây giờ ngừng tay hết mọi người, giống như hiệu lệnh ạ. Mọi người mấy đứa em bây giờ ngoài mình ăn thì không có đứa nào ăn hết, mọi người ăn hết nói rồi. Đúng rồi. Đó. Được, mình ăn trước thì mình nói trước nha. Còn cameraman nó ăn soi rồi nó soi nha. Mọi người xem thông cảm nha. Mẹ anh em nhìn thôi, nó cứ ăn mít mít á. Tôi lại đâu cây bên năm cây năm tập luôn đâu đâu không cái tôi thì cái mặt cây này tiêm bạn này đó anh vô leo nha bạn hẹn tôi rồi quay mạnh ít đừng ngon lấy đâu cây bài thắp lên biển biển rồi nhắm em bây giờ mình ăn sẽ ăn đôi tiền đôi chỗ mình cuối cùng nha các bạn ăn ngon. Mình cắt được cái miếng nào nó chín rồi mình ăn nhá. Chỗ đây là miếng đây nó chín này. Mình hiểu sao mà đây mình quay được phần này. Mời nha các bạn. Đây là mình no bụng quá nên mình cắt siêu thôi. Miếng cuối cùng nha các bạn. Chín nó ngon mà. Này, mời các bạn nha. Mình sẽ tầm ngập vô ăn với đá. Thôi, mời nhá. Chín đẹp mọi người ơi. Cứ dùng tự nhiên thôi. Rất là nhiều. Thì đâu sẽ hợp lại tôi là lại ăn tiếp. Tạm nghi một chút nha. Để có sức anh tiếp. Ok mọi người, chắc có lẽ mình sẽ tạm dừng video clip mình tại đây. Tại vì ăn đấy ăn không có nổi mọi người. Ăn uống thì ngọt kia ăn chịu hết nổi rồi. Là mình sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay cho mình xin một like và kèm theo một đăng ký kênh. Tại đây và bây giờ bye bye mọi người video tiếp theo. Nhớ like nhé. Như lại. Bye. Bye.